gần 90 triệu đồng vì trả sách muộn 4 ngày. Amelia San Filippo đang học tại Đại học Delaware tiết lộ với CBS rằng Amazon đã phạt một khoản tiền lớn cho cuốn sách cô thuê gần đây. Sau khi quên trả cuốn sách đúng hạn công ty thông báo cô phải chịu phạt, San Filippo thuê cuốn sách từ Amazon với giá chỉ 62,7 đô la Mỹ, khoản phạt 3.800 đô la Mỹ cao gấp 60 lần so với giá bìa. Theo chính sách của công ty, Amazon sẽ tính phí trả muộn dựa theo số ngày và giá trị cuốn sách. Bố của nữ sinh cho rằng Amazon cưỡng đoạt tiền bạc của con gái mình, may mắn là San Filippo được hoàn tiền 5 ngày sau đó dù gia đình phải gọi lên chăm sóc khách hàng trình bày tới 9 tiếng. Ông cho biết nhân viên tổng đài nói số tiền dù quá lớn nhưng đó là chính sách của Amazon. Trong thông báo gửi Business Insider, Amazon nói đã xem lại trường hợp này và trả lại cho nữ sinh. Người phát ngôn Amazon thừa nhận đây là một sai sót và đã nhanh chóng giải quyết trực tiếp cho khách hàng.